bổ sung thuốc điều trị cho người bệnh nặng nguy cơ lây lan từ các biến thể phụ của Omicron. Đây là những thông tin trong bản tin sáng ngày 1 tháng 2 năm 2022 trên Alo Bác sĩ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Người Hải Dương đầu tiên mắc biến chủng Omicron. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 chủng Omicron, phân nhóm BA2. Bệnh nhân là nữ 24 tuổi ở xã Thái Hóa, huyện Bình Giang. Bệnh nhân này nhập cảnh từ Nhật Bản về ngày 8 tháng 1, đã được cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh, Hà Nội. Ngày 11 tháng 1 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân về trạm y tế xã Thái Hòa, Bình Giang khai báo và được hướng dẫn cách ly theo quy định. Ngày 13 tháng 1, trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 2 lần và xét nghiệm PCR đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả giải trình tự gen của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với 8 mẫu Hải Dương gửi lên cho thấy duy nhất mẫu của bệnh nhân này dương tính với biến chủng Omicron. Ngày 25 tháng 1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính. Lực lượng chức năng rà soát, truy vết và xác định có 6 người thân cùng gia đình nữ bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp phòng dịch, yêu cầu các bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà. Bổ sung thuốc điều trị cho bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch. Trong hướng dẫn được đăng trên tạp chí Y khoa Anh, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc sử dụng thuốc viêm khớp baricitinib kết hợp với corticosteroid để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đã mang lại hy vọng lớn khi giảm tỷ lệ tử vong cũng như nhu cầu dùng máy thở do COVID-19. Baricitinib vốn là loại thuốc trị viêm khớp. Trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng được thử nghiệm ngẫu nhiên trên quy mô lớn, các nhà nghiên cứu đã so sánh độ hiệu quả của việc sử dụng kết hợp baricitinib và remdesivir với riêng remdesivir. Kết quả cho thấy việc thêm baricitinib có thể giúp bệnh nhân xuất viện sớm hơn một ngày, nhưng sự kết hợp này không giảm xác suất tử vong của những người đã mắc COVID-19. Hiện thuốc baricitinib đã được cấp phép ở hầu hết quốc gia thuộc châu Âu cùng khuyến cáo của Mỹ. Thế giới trên 377 triệu ca mắc. Theo số liệu thống kê của trang mạng Worldometer, cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 2 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 377.186.897 ca, trong đó có 5.686.323 ca tử vong. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục gây lo ngại về số lượng những vùng bệnh nóng nhất nằm ở châu Âu, châu Mỹ khi dịch bùng phát, số ca mới tăng nhanh ở nhiều nước thuộc châu lục này. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như là Mỹ, Đức, Anh, Ấn Độ, Nga và Brazil và số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Nga là nước có số ca mắc mới cao nhất trên 120.000 ca, trong khi Nga cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 600 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.